Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy Linh sẽ chia sẻ cho mọi người vị thuốc, đó là vị bạch chuột. Đây mọi người chú ý, đây là bạch chuột đã được bào chế. Thì bạch chuột này thuộc cái nhóm thuốc bổ khí trong chương thuốc bổ. Thì bạch chuột này chúng ta dùng là bộ phận thân rễ. Chúng ta thân rễ về chúng ta rửa sạch đất cát đi, xong chúng ta phơi khô lên, chúng ta cách bào chế của chúng ta, một là chúng ta có thể là ngâm nước qua một đêm để cho bạch chuột mềm, hai là các bạn có thể là hấp cách thủy cho mềm, chúng ta thái, nhưng mà thầy thì thích theo cái phương pháp là hấp cách thủy hơn, bởi vì nó mềm. Cái thứ hai nữa là nó giúp cho những lấm mốc hoặc là những cái con bọ gì ở trong ấy nó sẽ chết đi. Và khi chúng ta thái ra rồi chúng ta phơi xe, và bạch chuột này thì chúng ta được sao với cám. Thì cách thức sao với cám nào thì nếu mà trong giảng đường thì chúng ta thường hay là sao trực tiếp với cám. Cái thứ hai là cách thứ hai là các bạn có thể cái độ ẩm khoảng 80%, các bạn có thể phun rượu và một chút có độ ẩm, các bạn trộn với cám, xong các bạn sàng đi, các bạn sao, thì đấy là cái cách mà hiện tại là sẽ là tốt nhất. Thì bạch chuột này thì cái tính vị quy kinh như nào, nó là một vị ấm, đắng, ngọt, nó quy kinh tỳ và vị. Thì tác dụng thì nó nằm trong cái chương thuốc bổ khí nên nó có tác dụng là bổ khí kiện tỳ, táo thấp, loạn thủy, và đặc biệt nó có một cái chức năng nữa là cầm mồ hôi và an thần. Thì chỉ định cái vị bạch chuột này trong những cái trường hợp nào, thì chúng ta sẽ chỉ định trong những cái trường hợp mà tỳ vị hư, như chúng ta bị đau dạ dày, đầy bụng trướng hơi, hoặc là ăn xong chúng ta bị đi ngoài, ruột kích thích. Thì ứng dụng nhiều trong các cái bài, ví dụ như các bạn viết bài nổi tiếng chính là bài bài tứ quân xâm linh chuột thảo thì có vị, hay là bài hương sang quân, hay là bài xâm linh bạch chuột tán, hoặc là bài bổ trung ích khí, thì các bạn thấy cái sự hiện diện của bạch chuột rất là nhiều. Tiếp theo, trong những cái chứng mà như là chứng những người mà gầy, người gầy các bạn cũng áp dụng vị bạch chuột này, ví dụ kết hợp với cả cây thủy đằng hoặc mấy vị kích thích ăn uống. Ngoài ra bạch chuột thì còn giúp cho chúng ta là cái tính là lợi thủy thẩm thấp, thế nên trong các cái chứng phù đặc biệt là phù do tỳ vị gây ra, đặc biệt là sau những người tai biến mạch máu não mà chúng ta so bóp mà thấy tay chúng ta vàng ấy, chúng ta áp dụng cái vị bạch chuột này ra thêm một số như là hoàng cầm vân vân, thì chúng ta cũng giúp nó vừa kiện tỳ táo thấp cũng rất là mạnh. Ngoài ra cái tính an thần của bạch chuột cũng tương đối là cao, và có cái tính an thai nữa. Chúng ta dùng bạch chuột này để giúp cho những cái phụ nữ mà sau khi mang thai mà bị động thai, thì chúng ta ra thêm vị bạch chuột thì nó cũng giúp nó cố thai và an thai. Cái tác dụng dược lý của cái bạch chuột này ấy, thì trên lâm sàng thì nó có tác dụng là giúp mà cường tráng cơ thể rất là tốt, ứng dụng nâng cao sức khỏe chính khí cho bệnh nhân để phòng chống, nhất là các cái bệnh mà ngoại tà, ví dụ chúng ta cảm cúm hay sổ mũi vân vân. Thì đấy là những kiến thức cơ bản về vị bạch chuột thầy chia sẻ cho mọi người. Xin cảm ơn.